chị đang coi livestream. Các chị ơi, cả nhà ơi, cả nhà thấy livestream của Đào không ạ? Chị Đào thấy cái livestream này, nhanh chóng vào livestream này cùng Đào. Và ngày hôm nay Đào có một điều rất là đặc biệt cùng với các chị ở trong cái livestream này. Và các chị không nhanh chóng vào cái livestream này rất là tiếc nha. Ngày hôm nay những chị nào bỏ qua cái livestream này, Đào sẽ có thể nói là lỡ mất một cuộc hẹn với rể mỗi ngày. Tại vì ngày hôm nay, ngay tại bây giờ đây, em ngày hôm nay trong livestream bình thường các chị thấy Đào like toàn 7 mẫu, 10 mẫu đúng không? Trong livestream ngày hôm nay em chỉ like đúng 3 mẫu thôi. Và 3 mẫu này là 3 mẫu độc quyền đến từ rể mỗi ngày. Có nghĩa là những cái mẫu này là 3 mẫu này là 3 mẫu mà tụi em lên cái sản phẩm này, tụi em lên mẫu, tụi em lựa vải và tụi em may độc quyền trên thị trường, các chị sẽ không có những cái mẫu này. Và đây là lần đầu tiên mà rể mỗi ngày làm ra những cái sản phẩm chất lượng. Và chị nào mà đang coi cái livestream này, mình nhớ vào cái livestream này, mình có thể tag bạn bè để mà bạn bè có thể mua cùng. Ngày hôm nay em sẽ gửi tới các chị là chỉ 3 mẫu thôi. 3 mẫu thôi các chị ạ. 3 mẫu hàng cao cấp đến từ rể mỗi ngày. Và cái mẫu này là do bên em lên mẫu, rồi sau khi đó bên em may và chọn vải. Vậy nên là những cái chị nào đang coi cái livestream này thì nhanh chóng nha. Mình đừng rời mắt khỏi livestream này, bởi vì hôm nay chúng ta chỉ có 3 mẫu thôi, không tốn nhiều thời gian của các chị đâu. Chỉ 3 mẫu thôi và số lượng cũng không có nhiều nữa. Đó. Chị nào mà ngày hôm nay á mình mua cái mẫu này của bên em thì nhớ giúp em, chúng ta phải chia sẻ cái livestream mới được giá này. Thì với những cái khách hàng đến từ rể mỗi ngày, trước giờ khách hàng thường hỏi em là tại sao không có những cái tan mạc của rể mỗi ngày, thì đây các chị ạ, đây là những cái sản phẩm do chính bên em thì có cái tan mạc của bên em luôn ha các chị ha. Vì là trên thị trường là sẽ độc quyền cái mẫu này luôn, có nghĩa là các chị sẽ không có thể nào đi đâu mà mua được những cái mẫu này. Đó, đây các chị ơi, tan mạc của rẻ mỗi ngày các chị ha, và trên thị trường không có những cái mẫu này. Nên là chị nào đang coi cái livestream này, chúng ta nhanh chóng chia sẻ cái livestream đi để xíu nữa các chị mua được với giá ưu đãi. Và em nhấn mạnh là 3 mẫu ngày hôm nay là 3 mẫu hàng cao cấp đến từ rẻ mỗi ngày độc quyền. Rồi, các chị lưu ý giúp em là hôm nay là bán hàng cao cấp nha chị ơi. Bán hàng cao cấp các chị nhá. Và chúng ta đã nhanh tay chia sẻ chưa? Những chị nào chia sẻ rồi chúng ta comment lên là đã chia sẻ giúp em nha, để chúng ta hóng chờ cái mẫu này chuẩn bị được bán ra nha chị nha. Hàng bên em sẽ có ở trên bàn là khoảng độ tầm 40 đến 50 set một bộ thôi nha. 40 đến 50 cái thôi. 40 đến 50 cái. Không có nhiều, chính vì vậy á sẽ ưu tiên cho những chị nào mà chia sẻ livestream. Và xíu nữa chúng ta săn hàng bằng cách là comment mã cộng với số điện thoại nha. Tức là đầy đủ hai thông tin giúp em nha. Đây nha các chị, tan mạc đến từ rẻ mỗi ngày các chị ha. Và ngày hôm nay Đào nghĩ rằng là những chị nào mà coi cái livestream này, mình đặt cái sản phẩm này, thì Đào nghĩ rằng các chị là những người may mắn. Tại vì sao? Số lượng sản phẩm lô hàng này em về không có nhiều. Và các chị lưu ý giúp em nè, chất rất là đẹp, cái chất kim tuyến này có co giãn. Để làm gì? Để cho những chị nào ốm mặc được mà mập cũng mặc được ha. Tan mạc của chính rẻ mỗi ngày, chị nào đã chia sẻ nhanh chóng vào đây đi. Em đảm bảo và chắc chắn với các chị luôn là trên thị trường bên rẻ mỗi ngày độc quyền mẫu này. Đó, không có phải là những mẫu trôi nổi các chị ha. Các chị có nhìn thấy là cái mẫu này cực kỳ sang không ạ? Và các chị nhìn thấy cái đường ren nó có đính thêm những cái phần kim tuyến cực kỳ sắc sảo ở trong này nhá. Đào có thể cầm giúp anh được không? Rồi, các chị ơi, chờ em một tí. Rồi, để mang đôi giày lên, cực kỳ sang chảnh nha. Cao rồi. Chuẩn bị nhá chị ơi, cứ chia sẻ đi, chuẩn bị em nói giá là chúng ta hốt liền cho em nha. Quá đẹp luôn các chị yêu ơi. Và cái chất này của nó nha, ngoài cái việc chất ở bên dưới của chúng ta là thun có co giãn, thì bên trên cái chất của em là chất kim tuyến này có co giãn luôn. Và các chị nhìn kỹ giúp em nha, sản phẩm này là đến từ rẻ mỗi ngày. Em nhấn mạnh là đến từ bên em, và bên em tự lên mẫu và may lên những cái sản phẩm như vậy. Cho nên chị nào đang ở trong cái livestream này, mình chuẩn bị sang đi. Đây là lần đầu tiên rẻ mỗi ngày ra những cái mẫu mà của chính bên rẻ mỗi ngày, và ngoài thị trường không có. Giá này là giá của mẫu hàng cao cấp, nhưng bên em bán cho các chị với một cái mức giá cực kỳ rẻ so với cái chất lượng của sản phẩm. Thì ngày hôm nay các chị nhanh chóng chia sẻ cái livestream này ha. Rồi, đây, Đào đây. Đào vẫn đứng đây cho các chị form. Các chị coi là bây giờ Đào sẽ tư vấn về cái form mẫu, về cái dáng của cái sản phẩm này, rồi các chị lắng nghe kỹ nha. Ở đây Đào thấy có 700 chị đang coi livestream nè, 400 chị đang coi livestream ở bên đây. Thì Đào không nói nhiều về sản phẩm này, Đào nhấn mạnh một điều thôi, là trên thị trường sẽ không có chỗ nào bán cái mẫu đầm này các chị ạ, ngoài rẻ mỗi ngày ra. Và sản phẩm này của bên em là tự thiết kế và tự ra những cái mẫu như vậy, chất liệu cực kỳ xuất sắc luôn. Và ngày hôm nay một cái mẫu đầm cao cấp mà có một cái mức giá chỉ khoảng chừng 200, 250, 260, 270, 280 thôi, thì quá rẻ, chỉ có ở rẻ mỗi ngày các chị ha. Rồi, bây giờ Đào sẽ tư vấn nè. Cái chất này của nó là chất kim tuyến, các chị có thể bẻ cổ xuống cũng được hay đẩy cổ lên cũng được. Kim tuyến này thì có co giãn các chị ha, người ốm mà cũng được, người tròn cũng được. Dưới khoảng chừng 53-55kg các chị, 53-54kg các chị mặc vừa tùy chiều cao. Ở cái phần hông này của nó có khóa kéo nên cực kỳ tiện lợi, thay vì khóa kéo ở đằng sau các chị vừa
khó chịu. Thì bây giờ chúng ta dùng khóa kéo bên hông, rất là dễ chịu ha. Rồi, các chị xem Đào miêu tả đã thấy cái sự đẳng cấp của nó chưa? Nói nhiều quá đúng không? Bây giờ không nói nhiều nữa và chúng ta đi vào luôn về sản phẩm nhá. Rồi, Đào đi vào giới thiệu sản phẩm luôn các chị yêu ha. Sản phẩm của mà Đào đang mặc trên người ở đây, mã số là M561. Các chị nghe thật là kỹ cái mã số của nó nha. M561 này bên em định giá sản phẩm là 350. Nhưng trong cái live stream ngày hôm nay, M561 bên em sẽ giảm xuống cho tất cả chị nào để lại chính xác cho em. M561 cùng với số điện thoại 350 em giảm xuống còn 240. Và lưu ý giúp em, mẫu này dưới 53-54kg. Các chị mà vừa chị nào cứ dưới 53-54kg thì đặt cho em, nhân viên bên em sẽ tư vấn. Rồi bây giờ Đào sẽ ngồi xuống và lên đơn nhá. Đầu tiên là Đào sẽ cho các chị xem form lần cuối đi. Cho chị xem form lần cuối. Các chị xem form lần cuối nha. Mẫu này có bao giãn. Ôi chưa gì mà các chị đã đặt rồi này. Chúng ta không hỏi nhiều, chúng ta phải đặt nó trước đã, bởi vì trên thị trường không có mẫu này và Đào đảm bảo. Và lưu ý giúp em là hôm nay em sẽ sell những cái đống ở trên bàn đấy nhá, hết là gần như không còn nữa. Cực kỳ hiếm. Nhanh lên nha các chị, không là trên bàn em hết là không còn rồi. Ha. Đào sẽ ngồi lên và sell mẫu cho các chị nha. Bây giờ Đào sẽ lên đơn hàng thành công này. Em sẽ đọc tên nha. Em sẽ đọc tên. Đào lên đơn hàng cho chị. Từ từ anh đọc cho. Em sẽ giúp anh là ném chừa hàng nha. Tức là như này, cách chúng ta mua hàng như sau nhé các chị ơi. Để em giới thiệu lại cách chúng ta mua hàng nha. Chúng ta comment hai thông tin duy nhất, đấy là mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại thôi. Được chưa? Còn hàng để bây giờ Đào sẽ cầm hàng và đưa sang một bên để dành cho những chị để đã đơn hàng thành công. Chị nào để lại đầy đủ mã sản phẩm số điện thoại. Nào em, được chưa? Rồi. Ok chưa? Bắt đầu nha. Chị Mít Ngố này lên hàng thành công nha. Chị Mít Ngố ha. Chị Mi Phạm. Chị Mỹ Phạm em chịu cho mình, không ngồi đâu, không chịu. 240. Nào tiếp tục nào, chị Ngọc Hải bổ sung mã này. Rồi. Chị Sư Huynh. 350 sẽ còn 240 ạ. Rồi từ từ anh đọc bên này, quá nhiều bên này luôn em. Một mẫu hàng độc quyền các chị nha, và trên thị trường chắc chắn là sẽ không có luôn. Hàng cao cấp nha, chị Kim Tuyến. 350 sẽ còn 240. Chị Mai Quỳnh Vũ. 350 còn 240. Chị Tuyết Nhung. 350 còn 240. Chị Thúy Còi bổ sung số điện thoại này, chị Anh Thư. 350 còn 240 nha. Chị Sushi Siêu Cun. 350 sẽ còn 240 ạ. Chị Hạnh Nguyễn. M561 350 còn 240. Chị Tuyền Cù Xì bổ sung cho em cái mã sản phẩm này. Chị Minh Nguyệt lên làm thành công. 350 sẽ còn 240. Chị Mai Lan lên làm thành công. 350 còn 240. Chị Bình Yên nơi đâu lên làm thành công. Nhanh nhanh mấy chị ơi, sắp hết hàng rồi. Em lưu ý giúp em là bên em sẽ lên khoảng độ 2 đợt thôi. Duy nhất 2 đợt lên hàng thôi nha. Cực kỳ nhanh. 350 sẽ còn 240. Chị Hồng Trang. M561 350 còn 240. Chị Thanh Hoài. 350 sẽ còn 240. Chị Bống Còi. 350 sẽ còn 240. Chị Cindy Yến. M561 350 còn 240. Chị Tuyền Cù Xì. 350 sẽ còn 240. Chị Tina Trần. 350 còn 240. Chị Vân Nguyễn. 350 sẽ còn 240. Rồi để anh đọc những cái lên đơn. M561 lên đơn cho những chị bên nick Hà Thị Đào này. Hàng này độc quyền trên thị trường các chị, nhanh chóng đặt đi ạ. Độc quyền chỉ tại rẻ mỗi ngày mới có. Đào đảm bảo chất liệu rất là đẹp. Ok này, tiếp theo em lên hàng cho những chị ở bên nick Hà Thị Đào nha. Chị Diệu Thùy. 350 còn 240. Chị Phương Nguyễn. Sale cho chị 350 còn 240 nhẹ nhàng. Chị Thúy Hằng. 350 sẽ còn 240. Chị Đặng Thủy Tiên. 350 sẽ còn 240. Chị Nguyễn Thủy. 350 còn 240. Chị Hoàng Hôn A Mập. 350 sẽ còn 240. Chị Ngọc Hoài. 350 còn 240. Chị Nguyễn Thị Thuy bổ sung số điện thoại này. 350 sẽ còn 240. Chị Thúy Hằng. Nhanh chóng các chị ơi, sắp hết một chồng rồi đó. Chị Bích Ngọc, chị Thúy Hiền, chị Thanh Nguyễn. 350 chị Vũ Vân. Rồi, okay. Ôi dồi ôi, dài quá em ơi. Vũ Vân nè. Em ơi, lên hàng tiếp cho anh nào. Rồi, để lại đầy đủ cho em đi ạ. Tiếp theo nha, để anh đọc nha. M561 kèm theo số điện thoại. 350 xe còn 240. Mượn vừa dễ rồi chị. Chị Miến Thương. 350 xe còn 240. Chị Sói Xám. 350 xe còn chị Thanh Thúy Nguyễn, chị Diệp Phan, chị Hương Hồng. Rồi, các chị ơi, các chị sẽ được mua mẫu này 350 xe còn 240. Chị Như Huỳnh Thảo Như. 350 chị Loan Nguyễn, chị Mộc Sam, chị Yến Nguyễn, chị Trà Thanh. 561 350 xe còn 240 dưới 52. Phải chia sẻ. Em nhắc các chị phải chia sẻ. Các chị phải chia sẻ. Đây các chị ngắm form đây, có nhiều chị hỏi Đào quá nè chị anh ơi. Đây các chị ngắm cái form này giúp Đào ha. Form của sản phẩm Đào đang mặc trên người ở đây là 350 xe còn 240. Chị nào muốn săn mẫu này nhanh chóng để lại cho Đào liền đi. Dưới khoảng chừng 53kg các chị mặc vừa tùy chiều cao. Các chị ơi, nhanh chóng đi các chị ơi. Lưu ý giúp em là hôm nay em chỉ lên 2 chồng hàng thôi. 2 chồng hàng tương đương với khoảng độ tầm 80 cái thôi nha. Như hàng về thì 100 cái nhưng mà chắc là bán 80 cái thôi. Rồi, cả nhà ơi, Đào nhắc xem lại mẫu đúng không? Thì đây là cho các chị coi, đây là hàng độc quyền đến từ Rẻ Mỗi Ngày. Và lần đầu tiên Rẻ Mỗi Ngày lên mẫu và may những cái sản phẩm này nên chị Đào chưa đặt, nhanh chóng đặt ha. Rẻ Mỗi Ngày các chị ha. Để lại đầy đủ giúp em, và đây là mẫu hàng cao cấp. Các chị thử suy nghĩ coi, mẫu cao cấp mà các chị mua nó với giá
các chị chắc chắn nhận hàng trên tay sẽ rất là thích đây. Đúng rồi, nào. Nghĩ là các chị sẽ rất là thích. Em lên hàng tiếp cho chị Vũ Vân ạ. À, chị Vũ Vân này em chưa hàng rồi. Ok, thế thì chị Nguyễn Thị Uyên Thi. Rồi, chị Uyên Thi 350 × 240 M561 với số điện thoại. Chị cỏ dại. Rồi, các chị hỏi Đào là trước gì, các chị nhìn kỹ giúp Đào để Đào tư vấn nha. Một lần thôi, các chị thấy không ạ? Bình thường là khóa kéo của chúng ta là ở đằng sau đúng không? Nhưng bên em hiểu được là các chị làm khóa kéo đằng sau, tay của mình rất là vướng, mình phải nhờ người. Thì bây giờ em dùng khóa kéo bên hông rất là dễ thương và che được cái phần đường chỉ các chị ha. Đặc biệt hơn cái phần tay này các chị có co giãn nha. Kim tuyến này có co giãn dưới 53-54 kg tùy chiều cao mình mặc vô tư. Rồi, Đào lên đơn hàng đợt 2 M561 với số điện thoại nhanh chóng đi ạ. Rồi, để anh đọc những chị lên đơn hàng thành công nha. À, lên đơn hàng thành công, đúng rồi, nhân viên vừa gọi ạ. Chị Nguyễn Hải Yến lên đơn hàng thành công. Chị Yến Nguyễn, chị Trà Xanh, chị Hương Huyền, chị Hoàng Thủy, chị vẫn bình thường, chị Loan Nguyễn, chị Ngọc Trinh, chị Bé Công, chị Thảo Nguyễn, chị Thanh Thủy Nguyễn, chị Lê Su Chi, chị Diệp Phan, chị vẫn bình thường, chị Linh Ngáo, chị Rora Dương, chị Nguyễn Tuyết Mỏng, chị Rora Dương, chị Hằng Dương, chị Linh Ngáo. À, mình đặt hàng mình để lại mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại nha chị Thu Nguyễn ơi. Inbox cho em đi ạ, không là hàng trên bàn còn bao nhiêu là bên em để bấy nhiêu nha. Gần hết hàng là hết mẫu nha. Nhiều khi là mình đợi inbox nhưng mà thực ra bên em chốt hơn cho những chị khác xong mất rồi. Chị Ngọ Studio 350 × 240. Chị Gà Ác 350 × 240. Chị Phùng Loan Phượng 350 × 240. Chị Nấm Lucy. Ok chị yêu luôn. Chị M561 350 × 240. Chị Leo. Ok chị ạ. Chị Trúc Linh Nguyễn. Ok chị yêu, trời chị Trúc Linh ơi, mua mẫu này về là lung linh luôn nha chị Trúc Linh. Quá nhanh các chị nha. Em nhớ tên các chị luôn á. Chị Hằng Dương cho em. Rồi, Nguyễn. Chị Hằng Dương ok chị. Chị Nguyễn Tuyết Mỏng 350 × 240 chị yêu ơi. Nhanh tay các chị nha, nhanh tay nào. Rồi ok rồi, xe là đỡ được nha. Comment gạch ngang số điện thoại cho em. M561 gạch ngang số điện thoại 240 nha. Chị My. Nếu hai thông tin này bên em không lên đơn. Chị My Nguyễn Kim 350 × 240. 240 một mẫu đầm cao cấp cho chị nha. Các chị, cái này sản phẩm này bên em để mà tính là cắt sản phẩm ra để mà may riêng với những cái sản phẩm mà tụi em có thể chủ động, tụi em may được những cái sản phẩm này, tụi em định giá của nó rất là rẻ nên các chị nhanh chóng để lại mà mua ngay cái mẫu này ha. Rồi, chị Diễm Huỳnh này, chị Bích Ngố này, chị Thanh Thủy này, chị Thái okay, Hà chị Vũ này. Thanh Hà, Thái Vũ này. Các chị lưu ý giúp em là mẫu này bên em độc quyền thôi nha, không ở đâu bán các chị nha. Không ở đâu bán. Giúp em lưu ý thông tin này là không ở đâu bán, bên em độc chị quyền mẫu này. Chị ở rẻ mỗi ngày bán thôi. Nếu như người ta muốn mua người ta nhập thì nó sẽ có chữ rẻ mỗi ngày các chị ha. Đây, các chị thấy không? Chị ở rẻ mỗi ngày thôi nha, không phần, có một nơi nào khác bán. Các chị biết là cái phần cổ á là cái phần mà đẳng cấp, tức là phần mà khoe vai này, khoe vai được mà không quá là hở. Chính xác. Thay vì các chị mặc đầm chỉ vai thì nó hở, nhưng cái này là phần cổ của chúng ta nè. Quyến rũ lắm. Cũng được. Bẻ cũng được, hay các chị đưa lên cũng được. Nhanh chóng đặt đi ạ. Rồi, lên đơn hàng tiếp cho chị Trịnh Phương em. 350 × 240. Chị Huỳnh Như Ly em. 350 × 240 chị yêu. Tiếp tục comment lên M561 gạch ngang số điện thoại nha. Đúng rồi, hàng vèo vèo như chim bay nên các chị nào chưa đặt mẫu này nhanh chóng đặt đi. Đào đang chờ đợi những cái comment. Thực sự là khi mà các chị nhận hàng sẽ rất là xuất sắc các chị ha. Chị Nguyễn Thúy, Thúy Nguyễn, Nguyễn Thị này. Rồi, 350 × 240 chị. Trong livestream này em có thể đọc sót một số chị á, thì mong các chị thông cảm giúp em. Tức là mình để lại mã gạch ngang số điện thoại gần như là sẽ còn đơn nha. Nhiều khi các chị cứ không sợ em không đọc tên á, các chị an tâm là để lại mã là M561 gạch ngang số điện thoại sẽ được mua với giá là 240.000 và chia sẻ livestream này mới được nha chị Phan Anh. Ok chị, 240 ạ. Các chị biết điều đặc biệt gì ở trong livestream ngày hôm nay không? Trong livestream ngày hôm nay em chỉ livestream 3 mẫu đặc biệt đến từ rẻ mỗi ngày thôi, nên là các chị đừng đợi mắc khỏi livestream, không tốn thời gian của mình đâu. 350 sẽ còn 240. Một 46 ký vừa nha. Một mẫu đầm cao cấp nhưng chúng ta sẽ mua với giá cực kỳ rẻ nha. Chị rồi. Trang Dương, chị Kiều Trinh này, chị Đinh Bích Hợp này. Chị khó quả ngọt này. 350 × 240. Chị Kiều Hương này, chị Loan 240, Dương này, chị Quỳnh Hoa này. 240. Chị Minh Thảo Đặng này. 240. Bé Thảo này. Hiền Bông này, sắp hết hàng rồi nha, Vũ Phúc này. Các chị yêu ơi, lấy một đợt cuối nữa thôi nha. Có những chị hỏi là tại sao không hỏi, không nặng mà không trả lời, tại tụi em không có thời gian để lên đơn nữa. Mẫu này của bên em là dưới 53-54 kg tùy chiều cao các chị mặc vừa. Shop em khác với những shop khác đó là bên em có nhân viên tư vấn, nên là các chị hãy nhanh chóng để lại mã sản phẩm cùng với số điện thoại đi. Nhân viên bên em sẽ tư vấn cho mình các chị ha. Mẫu hàng cao cấp. Nhớ lại giúp em là mẫu này là mẫu cao cấp hơn. Bây giờ Đào sẽ giới thiệu thông tin lại một lần nữa, sau đó lên hàng. Và đây là đợt hàng cuối cùng nha. Hết hàng là sẽ hết nha chị ơi, tranh thủ đặt đi nha. Đây sẽ là đợt hàng cuối cùng của em để mà sale cho các chị cái mẫu này. Mẫu này em đang mặc trên người là M561. Cái chất của nó có nè, có co giãn free size dưới 53-54 kg tùy chiều cao các chị mặc vừa. Và em chỉ lên đơn hàng cho những chị
vn comment nó chính xác giúp em. M561 kèm đồ số điện thoại thôi. Ngày hôm nay tụi em có thiếu sót gì các chị tha thứ cho giúp tụi em. Rồi. Mình để lại cho đầy đủ, là mã sản phẩm cùng với số điện thoại nha. Rồi em sẽ rơi cho các chị xem hàng nha. Là hết cái đống hàng này trên bàn rồi thôi nha chị nha. Hết đống bàn ở trên bàn khoảng độ tầm 30 cái thôi là sẽ hết cái mẫu này nha. Nên là tranh thủ đặt mới có cái giá là 240 khi chia sẻ livestream này các chị ơi. Comment lên nào, Đào giúp anh lên đơn hàng này. Lên M561 kéo nó số điện thoại. Ok, em sẽ đọc tiếp tục những chị lên hàng thành công nha. Bắt đầu là chị Điện Máy Lâm Oanh. Chị Trang Mon. 350 còn 240 chị yêu ơi. Chị Phan Anh rồi, comment một lần duy nhất thôi là được nha. Một lần thôi ạ. 350 xem còn 240. Chị Hà Chip. Chị Hà Chip. Chị Huỳnh Nhàn. Chị Hải Anh, Hồng Đào, Hải Anh tiếp. Mộng Nghi Phạm. 240 luôn. Chị Nguyễn Hà. Ngọc Tú Phạm Huỳnh. Em Út, Quỳnh Hương, Hà Chíp. Ôi giời ơi. Luôn các chị ơi. Cái này bị nghi của anh ơi. Tính lại cho em ấy. Nhanh chóng để lại cho em chính xác. Chị Vũ Phúc chưa? Hiền Bông này em, Bế Thảo. Có bị chéo quá. Quay xích vào đây. Từ, các chị đợi em một chút chỉnh lại camera nha. Rồi. 350 xem còn 240. Ok rồi. Nào lên đưa hàng tiếp cho các chị nào. Thảo Minh Đặng này. 350 còn 240, hàng cao cấp các chị nha. 350 xem còn 240. Chị Teddy Nguyễn. 350 còn 240. Chị vợ ngốc, chị Hà Nguyễn, chị Thanh Hà Nguyễn, chị Nhung Hồng, bốn chị. Nguyễn, chị Nhung Hồng này. Chị Kiều Trinh. Rồi, chị Kiều Trinh. Chị Hà Thư. Chị Hà Thư ạ. Chị Nhung Hồng chưa? Rồi, Nhung Hồng rồi. M561 gạch ngang số điện thoại chị Phạm Tuyên. Rồi, đang nhắc lại nha, mẫu này của bên em là 350 xe còn 240. Nhanh chóng comment lên giúp em. M561 kèm vào số điện thoại ngay bây giờ để em chuyển hàng nha. Mẫu này còn khoảng độ tầm 10 khoảng độ 10 cái nữa thôi nha. À, đây sẽ là lần cuối cùng để Đào quay. 10 cái nữa thôi nha các chị ơi. Đây sắp sẽ là lần cuối cùng để mà Đào giới thiệu sản phẩm này. 10 cái cuối nên các chị lắng nghe thông tin Đào giới thiệu lần cuối cùng. Đó, rồi. Ngày hôm nay để mỗi ngày sẽ giới thiệu tới các chị về ý quay chia camera là ý không? Ngày hôm nay thì để mỗi ngày sẽ giới thiệu tới các chị về một mẫu đầm rất là đặc biệt mà chỉ có ở rẻ mỗi ngày và trên thị trường không có các chị ha. Tan mạc đến từ rẻ mỗi ngày. Những cái sản phẩm này bên em may ra để phục vụ các chị có những cái mẫu đầm đi dự tiệc, đầm cao cấp sang trọng. Và sản phẩm này bên em định giá là 340.000. Nhưng khi mà các chị để lại đầy đủ cho em là M561 kèm theo số điện thoại, các chị sẽ được mua mẫu này với mức giá chỉ có 240.000 thôi các chị ạ. Dưới 52, 53, 54kg tùy chiều cao các chị sẽ mặc vừa ha. Có co giãn, chất liệu của nó là thun có co giãn và kim tuyến đều co giãn luôn. Một mẫu đầm cao cấp nên là nhanh chóng để lại đầy đủ chính xác cho em chưa hàng. Ok, các chị ơi, còn khoảng độ 10 đến 12 chị nó sẽ lên đơn được nữa thôi nha. Vì hàng hết rồi nha. Em bắt đầu lên đơn cho chị An Nhiên này. À, 12 chị nữa thôi, ngày hôm nay em chỉ có like 3 bộ thôi nên các chị nhớ là ở lại cái livestream này, mẫu này là bộ thứ 1 rồi. Thì còn có 2 bộ em thôi. Em lên đơn hàng cho chị An Nhiên này, chị Thúy Lê. Em lên đơn hàng cho chị. Chị Nhung Hồng. Xe vòng 240. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh. Xe vòng 240. Chị Thu Trang. Xe vòng 240. Chị Thúy Nhiên Nguyễn Thị. Xe vòng 240. Chị Nhung Hồng. Xe vòng 240. Chị Y Ngọc Trần. Chị Y Ngọc Trần em xem. Chị Tây Vi, chị Nguyễn Phượng. Xe ạ. Chị Phượng xe ạ. Chị Thanh Hằng Nguyễn. 240 ạ. Các chị ơi, mình chỉ cần comment duy nhất một lần thôi nha, không cần comment nhiều lần nha. Chị Trà Chanh, à chị Trà Thanh. Rồi, chị Thảo rồi. Nguyên, chị Cẩm Tú. Em ơi. Yến nó quay lại. Ok. Rồi, Đào xin nhắc lại nha, đây là một mẫu độc quyền đến từ rẻ mỗi ngày. Tan mạc của rẻ mỗi ngày luôn các chị ha. Một mẫu độc quyền cao cấp bên em may ra. Và những cái sản phẩm này Đào đảm bảo là trên thị trường không có các chị ạ. Chỉ rẻ mỗi ngày mới có. Mẫu này là một mẫu cao cấp bên em định giá và bán nó ra là 350. Nhưng trong livestream này khi các chị để lại cho em là M561 cùng với số điện thoại, các chị sẽ được mua cái mẫu đầm này với mức giá chỉ có 240 thôi. Ưu đãi cho chị nào để lại mã sản phẩm M561 cùng với số điện thoại. Dưới 54kg trở xuống các chị mặc vừa có chiều cao, thân co giãn và kim tuyến đều co giãn thoải mái lắm. Ok, nào lên đơn hàng tiếp thành công cho chị Hương Võ đây ạ. Chị Ruby siêu cool này. 240 ạ. À, mình đợi một chút đường truyền sẽ ổn định lại nha. Chị Trương Tư Lệ bổ sung cho em số điện thoại nha. Chị Thảo Dược. Rồi, 240. Chị Hà Bùi. 240. Thảo Ngọc Nguyễn. 240 ạ. Hoài Trần. 240. Thảo Nguyên Xanh. 240 ạ. Còn 4 cái nữa thôi. 4 chị nữa nha. 4 chị nữa rồi. 4 chị nữa thôi, nhanh chóng comment lên giúp em chuẩn bị đi thay bộ. San San. Chị Đào để đây nha. Rồi ok, còn 3 cái nữa thôi nha. 3 cái dành cho 3 chị nào. Đào chuẩn bị qua mẫu tiếp theo. Bùng cháy tiếp theo nha. 3 chị nhanh tay nào. M561 gạch ngang xuân thoại. Thì Trương Tư Lệ bổ sung cho em số điện thoại nha. Có nha chị Trà Thanh. Chị Nhàn Nguyễn ok này, còn 2 cái nữa thôi. Nhanh tay đây. Chị Cúc Họa My ok này. Chị Nhàn Nguyễn ok rồi này. Còn một chị nữa, chị giàu lắm hết. Rồi ok, hết nha. Bây giờ em sẽ lên đợt hàng tiếp theo, hàng mới nha. Em ơi, mẫu tiếp theo là hàng nào? Đầm sơ mi đúng không? Ok, lên cho anh một cái mẫu đầm sơ mi đi em.
Các chị đợi một chút thôi nha, đợi một chút thôi sẽ đến một mẫu đầm sơ mi. Những ai comment mã số sản phẩm gạch ngang số điện thoại đều có đơn nha. Lưu ý giúp em là mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại đều được nha. Mình thiếu thông tin thì mình bổ sung nha. Đợi một chút bên em sẽ có một mẫu đầm tiếp theo. Bên em không đọc được tên hết đâu các chị ơi. Là mình lưu ý giúp em là mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại hai thông tin nha. Thiếu một thông tin, hai thông tin là bên em xin phép bỏ qua đơn ạ. Để cho lên đơn cho những chị đầy đủ. Tiếp theo một mẫu đầm cực đỉnh nha. Đợi một chút. Em lên đơn hàng, đợi một chút để em lên hàng. Và lưu ý giúp em là hôm nay chỉ có 3 mẫu thôi không em? Đúng rồi. Hôm nay chỉ có bán 3 mẫu thôi. Và 3 mẫu này là đều độc quyền hàng của Rẻ Mỗi Ngày nha chị ơi. Sản xuất cực kỳ đẳng cấp. Hàng này là hàng cao cấp nha chị ơi. Mẫu này có size nữa. Và các chị lắng nghe cho em một chút. Đấy là hôm nay em lỡ có không đọc tên được các chị á. Ví dụ như là chị An Nhiên này, ví dụ đi. Đó, thì tất nhiên em biết là các chị vẫn comment. Vì em đang bán là hai máy. Một cái ở trên Hà Thị Đào và một cái ở bên Rẻ Mỗi Ngày. Chính vì vậy á, comment nó nhảy liên tục. Có thể em sẽ sót nhá, có thể em sẽ sót. Chính vì vậy các chị thông cảm giúp em. Nhưng tuy nhiên bên em lọc đơn bằng phần mềm. Nên là nếu có sót thì có phần mềm lo rồi. Các chị an tâm. Cứ miễn sao là gạch ngang một dòng là mã sản phẩm, gạch ngang số điện thoại nha. Ok chưa? Chúng ta bùng cháy mẫu tiếp theo. Nhớ là phải chia sẻ livestream mới có giá này nhá. Rồi các chị ơi, mẫu mà Đào đang mặc ở trên người ở đây. Hàng đã lên đủ rồi. Sản phẩm mà Đào đang mặc ở trên người đây. Từ từ mở ra để các chị đã thấy không, là dòng nhiều quá. Rồi, sản phẩm mà Đào đang mặc ở trên người ở đây. Mã số sản phẩm này là M628. M628 các chị ha. Và các chị ơi, mình chuẩn bị lắng nghe cái thông tin sản phẩm này. Tại vì cái sản phẩm này của bên em á, M628 này là của bên em. Có hai size cho các chị lựa chọn. Và đây cũng là một mẫu hàng cao cấp luôn. Rồi, nửa yến. Em nhìn kìa, em quay em video màn hình không ạ? Rồi, đứng ở đằng sau nè. Rồi, sản phẩm Đào đang mặc ở trên người, mã số là M628 các chị ha. Đầm xòe sơ mi, tay dài, cổ của nó cổ sơ mi, cổ lưới. Và sản phẩm này bên em với chất liệu là thun Mỹ, cực kỳ đẹp luôn các chị đúng không ạ? Chất liệu là thun Mỹ và bên em có hai size, size S với size M. Thì về phần size bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn cho các chị. Sản phẩm này bên em có mã số là M628. Giá gốc của nó là 380, nhưng trong livestream ngày hôm nay M628 sẽ được bán ra với mức giá chỉ có 260.000 thôi. Chị nào muốn săn mẫu này nhanh chóng để lại cho em liền M628 kèm với số điện thoại để em chừa hàng. Hai size, size S với size M, để lại đầy đủ thông tin nhân viên bên em tư vấn. Ok, các chị lắng nghe giúp em là hôm nay Rẻ Mỗi Ngày bán những sản phẩm của Rẻ Mỗi Ngày cao cấp nha chị nha. Để mà săn được mẫu này thành công, comment giúp em là M628 gạch ngang số điện thoại. Các chị sẽ được mua với giá là 260.000 nha. Mẫu này không có ở ngoài thị trường các chị ha. Đây là ba mặt của Rẻ Mỗi Ngày các chị ha. Comment chính xác giúp em. Đó, chính vì vậy các chị thấy là những cái mẫu đầm bên em thiết kế cực kỳ độc đáo, cực kỳ đẳng cấp luôn nha các chị nha. M628 gạch ngang số điện thoại 260.000 một mẫu đầm cao cấp nha. Đó. Nhanh chóng để lại đầy đủ thông tin cho Đào đi ạ. Mã sản phẩm M628 cùng với số điện thoại ngay bây giờ. 380 xem còn 260 một mẫu cực kỳ đẹp, chất siêu đẹp luôn các chị ạ. Hàng này chất rất là đẹp, form rất là chuẩn nè các chị thấy không? Quá kéo của ta ở đằng sau. Và lưu ý giúp em là những chị nào mà có thể ghé shop Rẻ Mỗi Ngày sẽ được giảm, check in sẽ được giảm 20.000 nha. Tức là chỉ còn mua với giá 240.000 thôi. Nếu như mình ghé shop tại hai chi nhánh là Gò Vấp và Tân Bình, mình có thể truy cập vào fanpage Rẻ Mỗi Ngày để coi nha. Rồi, nhanh chóng đi ạ, các chị ơi, mẫu này em chúng chỉ có khoảng chừng 40 cho tới 50 cái thôi. M628 cùng với số điện thoại 380 sao còn 260 nè. Quá đẹp không các chị? Cái vòng viền của nó là nó vắt xéo qua, rất là xinh luôn. Mà cái chất này của em là chất thun Mỹ, rất là mềm mịn. Mẫu này cứ để lại mã sản phẩm với số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi điện thoại tư vấn. Các chị đừng hỏi em là có vừa hay không, bởi vì ở đây em không thể nào tư vấn cho 1.000 chị hết được. Một bên em có thể là tư vấn là cho 1.000 chị. Bên em có nhân viên gọi điện thoại tư vấn. Rồi, đó là điều bên bắt em đầu lên đơn nha em ơi. Nào, bắt đầu lên đơn cho những chị comment là M628 gạch ngang số điện thoại sẽ được mua với giá là 260.000 nha. Quay đằng sau một tí đi. Phía sau này chị ơi, cực kỳ đẳng cấp nha. Ủa, vén cái tóc lên. Nhanh chóng comment lên giúp em đi ạ. M628 kèm số điện thoại. Phía sau có khóa kéo nha chị nha. Rất là thoải mái luôn nha. Lên đơn hàng thành công cho chị Hồng Phương này. Lên nha. 380 sẽ còn 260 ạ. Một mẫu đầm cao cấp nha các chị ơi. Mẫu này các chị yên tâm là ngoài thị trường không có nha, không bị đụng hàng đâu ạ. Lên đơn hàng cho chị Thanh Kiều. 380 sẽ còn 260. Lên đơn hàng cho chị Gã. Xem còn 260. Lên hàng cho chị Nguyễn Hiền. Xem còn 260. Chị Vũ Thủy Vũ. Đó. Xem còn 260. Chị Lê Ly Trương. Xem còn 260 ạ. Chị Mẹ
Simon Sun. Rất là nặng luôn các chị, 260. Chị Nhi Lâm. 260 chị ơi. Chị Hồng Phương. 380 sao còn 260. Nhanh tay giúp em hãy comment là M 628 gạch ngang số điện thoại để được mua với giá là 260 ngàn nha chị ơi. Mẫu này bên em có đầy đủ size S, M, cứ để lại mã sản phẩm xin phải có nhân viên tư vấn cho. Rồi bây giờ Đào sẽ gỡ một cái ra để cho các chị xem được cái chất liệu nó dày cỡ nào và đẳng cấp chỗ nào, cực kỳ nặng nhá. Tức là mình cầm trên tay thôi là mình đã thấy giá trị rồi nhá. Các chị nhá, lưu ý giúp em cầm trên tay thôi đã thấy nặng rồi. Đào gỡ ra cho các chị xem. Đây các chị coi cái form đầm của nó này, rất là đẹp luôn ha. M 628 kèm số điện thoại, chất rất là nặng. Rồi đưa sát vào cho các chị xem này. Các chị có thể nhìn thấy này, nó rất là mịn luôn á. Tang bạc này đến từ để mỗi ngày, form rất là chuẩn. Các chị sờ vào cái việc chất vải thôi là đã biết là nó khác biệt cỡ nào. Các chị nhá. À, các chị thấy không, form cực kỳ chuẩn. Cái chất liệu này là chất liệu thun Mỹ nha các chị ơi. Tức là mình mặc vào, em không biết là diễn tả nó như nào. Có giãn đúng không? Có giãn nha chị ơi, chất liệu thun Mỹ cực kỳ đẳng cấp rồi. Ở trên thì mình có phối một ít lưới để nó tăng thêm phần quyến rũ cho các chị nhá. Nặng ơi là nặng luôn á. Nào lên đơn hàng tiếp cho những chị comment M628 với giá 260 nào. Quá đẹp luôn. Ờ, cái này có size. Có hai size, size S và size M. Rồi. Cứ để lại là M628 gạch ngang số điện thoại. Nhân viên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho mình về size nha. Lên đơn hàng cho chị Long Trường. 380 sao còn 260. Chị Hạnh Nguyễn lên hàng. Sao còn 260. Chị Vàng Nguyễn lên hàng. 260. Các chị nhanh tay đi nha. Một chút nữa thôi thì em qua mẫu hết cái đống này trên hàng. Là gần như là không còn hàng nữa nha. Hôm nay cái mẫu này chỉ có khoảng độ tầm chắc là chưa đầy 40 cái nữa đâu. Bây giờ mình còn khoảng độ tầm 20 cái nữa thôi nha. Rồi. Có hai size nha chị, size S và size M. Mình lấy size nào thì mình phải để lại cái mã là M628 gạch ngang số điện thoại. Sau đó nhân viên tư vấn đúng rồi. Đó. Điều mà shop em khác những cái shop khác là bên em tư vấn size cho các chị. Nó không vừa tụi em nó không vừa, vừa tụi em đã vừa. Đó. Nên là các chị nào đang coi cái live stream này mình nhanh chóng để lại cho em đi. Mã sản phẩm kèm theo số điện thoại 380 xe xuống tổng có 260. Một cái đầm xòe thì rất là thoải mái để khi mà mình đi đường nhá. Đó, mình thoải mái vô tư khi mình đi đường, mình đi xe máy đều ok. Và phía trên cổ nó là cổ sơ mi nhá. Và rồi. Mình lưu ý giúp em là mẫu đầm này đang có mức giá ưu đãi là 260 ngàn khi mình chia sẻ livestream và để lại mã số là M628 gạch ngang số điện thoại nha. Rồi, mẫu đầm này ở ngoài không có và trên thị trường chắc chắn không có luôn, chỉ có ở rẻ mỗi ngày thôi. Và mẫu này bên em lên mẫu, bên em lừa vải để các chị yên tâm. Hàng, các chị hàng mà tụi em bỏ công bỏ sức ra thì các chị rất là đáng với đồng tiền các chị ha. Comment chính xác giúp Đào ngay bây giờ để Đào chữa hàng cho mình M628 cùng với số điện thoại. Rồi, các chị biết là một cái mẫu đầm mà thiết kế với cái một cái chất liệu là thun Mỹ cực kỳ sang trọng, cực kỳ, tức là các chị sờ vào cái chất liệu thôi là các chị đã thấy mát lắm luôn rồi nhá. Chị nào mà không tin tới hẳn người mỗi ngày. Đúng rồi. Và lưu ý giúp em là chị nào mà đến cửa hàng ấy ạ, tại hai chi nhánh Tân Bình và Gò Vấp thì mình được giảm tiếp 20.000 nha. Tức là ưu đãi này dành cho những chị đến cửa hàng check in sẽ được mua với giá là 240. Với chị nào đến cửa hàng trực tiếp mua hàng. Và các chị nhớ là khi mà mình mua xong mẫu đầm này, nhớ chụp ảnh gửi lại feedback cho bên Hà Thị Đào hoặc là bên rẻ mỗi ngày nha. Lên đơn hàng cho chị Mỹ Hạnh đi em. Đây lên đơn hàng cho chị 380 sao còn 260 nha chị Hạnh ơi. Mẫu này nhanh chóng để lại cho em mã sản phẩm kèm theo số điện thoại để em chữa hàng cho mình. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn cho các chị nha. Đó. Đúng rồi, thường những cái mẫu đầm mà đi dự tiệc thì đa số là màu đen. Màu đen là những cái màu mà sang trọng, màu quý phái nha chị Thảo Nguyễn ơi. Các chị biết sao không? Xin chào Hồng Ngọc. Bản thân Đào á, Đào cho dù người Đào có ốm, Đào cũng thích mặc màu đen. Tại vì mặc màu đen nhìn người mình cực kỳ ốm và che được cái khuyết điểm của mình. Như những cái chị nào mà các chị muốn che được khuyết điểm á, mà tôn dáng của mình thì mình phải mặc cái màu đen cho em ha. Đó là cái việc em, bản thân em ốm mà em vẫn còn mặc cái màu đen nữa là lai màu trắng tay xòe phía sau có phải xíu nữa, là xíu nữa. Đúng không? Ok, một xíu nữa nha chị ơi. Khoảng độ chắc là vài phút nữa thôi em sẽ like cái mẫu phía sau nhá. Mẫu phía sau là mẫu đẳng cấp nữa. Các chị ơi nhanh chóng để lại cho Đào M628 kèm số điện thoại đi ạ. 380 xem còn 260. Em có thấy chị Thảo Dương giá rất là ưu đãi dành cho các chị đang coi livestream ha. Cực kỳ dễ thương và rất là xinh luôn á. Ok nha chị soi xám, comment ngay giúp em là M628 đi ạ. Mình sẽ được mua với giá là 260 ngàn. Sau đây Đào sẽ giới thiệu lần nữa và cuối cùng sẽ đi thay mẫu nha. Các chị lưu ý giúp em, Đào sẽ giới thiệu một lần cuối cùng thôi ạ. Rồi, sản phẩm này là cũng là một sản phẩm độc quyền đến từ rẻ mỗi ngày. Và cái chất vải của nó là thun Mỹ rất là dày dặn. Riêng cái sản phẩm này của em có hai size, size S với size M. Thì việc của các chị chỉ cần để lại M628 kèm theo số điện thoại thôi. Phần còn lại cứ để rẻ mỗi ngày lo. Bên em có nhân viên tư vấn. Và khi đó các chị sẽ được giảm mẫu này từ 380 xuống còn 260. Chất liệu của nó là thun Mỹ và duy nhất một màu đen các chị ha. Nhanh
chóng để lại cho em đi, trên thị trường không thể nào có mẫu này được đâu. Rồi các chị lưu ý giúp em là mình đi tìm ở đâu, shop nào cũng không có bán mẫu này nha. Mẫu này là độc quyền của Rẻ Mỗi Ngày và chất liệu cao cấp nhưng bán với giá rẻ nha. Lên đơn hàng cho chị Cẩm Huỳnh này. Chị Cẩm Huỳnh quá đẹp luôn các chị ơi. 380 sao còn 260 à? Chị nào muốn mua comment lên cho em nha. Xin chào chị Ngọc Trang nha. M628 gạch ngang số điện thoại nha. Sau đây Đào sẽ đi qua mẫu nha. Đào sẽ đi thay mẫu cho nên chị nào mà muốn mặc cái mẫu này thì nhanh chóng để lại cho em liền đi. Mã sản phẩm kèm theo số điện thoại sẽ không làm các chị thất vọng đâu. Mẫu nào cũng đẹp hết, chắc hết tiền với shop quá, mua hai lần rồi mẫu đẹp phải ok luôn. Các chị em Linh Ngân ơi, mẫu này của bên em nó còn đẹp kinh khủng nữa các chị ạ. Mẫu này chất của nó rất là đẹp luôn. 380 sao còn 260. Mẫu này là mẫu độc quyền trên thị trường sẽ không có các chị nha. Độc quyền. 260. 260 nha chị Đào Tâm Như ơi. 380 sẽ còn 260. M628 cùng với điện thoại giúp em. Tiếp tục comment lên cho em nha. Những chị nào trong thời gian mà Đào đi thay mẫu á, mình ưng cái mẫu lúc nãy, comment lên cho em là M628 gạch ngang số điện thoại. Giá là 380 nhưng trong livestream này khi các chị chia sẻ livestream thì còn 260 ạ. Chị Thơm Nguyễn bổ sung cho em lại nha. M628 gạch ngang số điện thoại nha. Mẫu đã qua rồi là gần như mình sẽ không like lại nha chị Trần Thị Ánh ơi. Nãy có thể là chị vào sau á, thì xíu nữa kết thúc livestream mình xem lại video nha. Không còn màu khác. Tiếp theo sẽ có hai màu, màu đen màu trắng. Có hai màu đúng không nhỉ? Yến hả? Yến nhỏ giúp anh mặc đi. Yến nhỏ. Mẫu tiếp theo có hai màu nha chị. Hai màu đen trắng. Đợi một chút. Hôm nay bên em chỉ có livestream 3 mẫu thôi ạ. 3 mẫu thôi. Ba mẫu nhưng mà toàn mẫu chất lượng. Mẫu này là quá đẹp, quá xuất sắc và quá đỉnh luôn. Đây các chị, rất là xuất sắc. Rồi chị nào thích bộ này thả tim đi, chờ Yến nhỏ ra rồi em mới bán nha. Thích bộ này thả tim đi. Đầm này của em là đầm ren, chất liệu của nó là ren lưới xếp tầng. Và cái sản phẩm này các chị nhìn đi, cái phần bên dưới này của nó ôm body là cái phần ren hoa văn, là các chị thấy không ạ? Ôm body phần ren hoa văn rất là đẹp và cực kỳ là sang chảnh. Phía trên này của chúng ta là phần lưới xếp tầng này các chị ha. Và cái phần viền này tay loe cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Chị nào đang ở trong cái livestream này mình nhanh chóng chia sẻ livestream, mời bạn bè vô liền để mà săn cái mẫu nào đang mặc trên người là các chị. Từ hàng bán mẫu này nha, để các chị ngắm thoải mái đi ạ. Thị trường không có mẫu này, em đảm bảo luôn là thị trường không có mẫu này. Còn, chỉ tại quá trời chị này. Quá trời chị thả tim lên này. Các chị ơi, chị nào mà đang thích cái mẫu đầm này thả tim lên cho em biết không ạ? Thôi. Cái mẫu này là dưới khoảng độ 52kg là mình sẽ mặc được. 52kg thôi được sao nào? Đúng không ta? Đầm ren xếp tầng đúng rồi, dưới 52kg thôi. Bán đợi một chút nha chị ơi, đợi một chút ra, đợi có hai màu, màu đen màu trắng. Lúc đấy chúng ta sẽ thấy được là màu đen mình diện lên nó sẽ như thế nào nha. Được nha chị Đinh Bích Hợp. Ok nha chị. Rồi các chị ơi, bây giờ chúng ta sẽ ngắm một cái màu đen ha. Để lại chính xác cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại liền nha. Quá trời chị thả tim luôn. Rồi thôi, mình thôi, ngưng tim vào đây. Ngưng tim vào đây vì nếu chị thả nhiều quá là Facebook nó sẽ bị lắc và có thể là bị out luôn cái livestream này. Dùng cái máy quay cái này lại nè, để Đào giới thiệu sản phẩm này các chị ha. Đào sẽ giới thiệu sản phẩm này, đây là chị Đào đang có cái livestream này, mình nhanh chóng giúp em nha. Để lại đầy đủ thông tin giúp em, bên nhân viên em sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho các chị ha. Sản phẩm mà Đào và Yến đang mặc ở trên người đây cũng là một mẫu độc quyền đến từ Rẻ Mỗi Ngày, và trên thị trường chưa có mẫu này, chưa có và chỉ có Rẻ Mỗi Ngày mới có các chị ha. Đầm ren xếp tầng này bên em có hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Ở phần phía dưới của nó sẽ là ren hoa ôm hợp với body, phần trên sẽ là những cái phần xếp tầng các chị, rất là dễ thương, tay thì là tay loe. Và sản phẩm này với chất liệu mà các chị nghĩ đến chất liệu là ren mà còn lưới nữa thì cực kỳ là dễ, cực kỳ là hot, và những cái mẫu này rất là đắt nha các chị ha. Sản phẩm này bên em có mã số là M627, giá bán của nó là 380 ngàn, nhưng khi các chị đã lại cho em M627 kèm với số điện thoại ngay tại cái livestream này, các chị yêu sẽ được mua mẫu này với giá là 279 ngàn, dưới 52kg các chị mặc vừa nha. 279 ngàn cho một mẫu đầm cao cấp như vậy, nhanh chóng để lại cho Đào M627 cùng với số điện thoại đi ạ. Cùng với màu luôn nha.
M627 gạch ngang xuyên thoại mình sẽ được giảm 100.000, gần 100.000 nha chị ơi. Đó, cùng với màu luôn đi các chị ơi. Đây, Yến đây. Yến đứng qua bên này đi. Tại vì like hai máy nó cách xa quá, phải đứng xa. Ok nha chị Bích Hợp ơi. Bắt đầu tiên là chị nhạn ngô nha, mẫu đầm này vì hàng nó cũng ít thôi. Hàng ít không lên. Ý là hàng này bên em số lượng lần này về tương đối ít nên là dành cho những chị nào mà đang ui quá trời chị nào tim em cứ đứng xa ra anh đọc chị tên nào nhau. Mà ví dụ chọn màu đen mình ghi màu luôn giúp em để về em còn biết mà trừ màu không hồi hết màu các chị chọn nha, ghi rõ cả màu cho em. Đúng rồi, ghi rõ giúp em màu nha. Ngày hôm nay cái mẫu đầm M627 này đang có mức giá bán là 380 nha chị ơi. Khi các chị chia sẻ livestream và các chị comment giúp em là M627 gạch ngang số điện thoại đấy ạ thì các chị sẽ được giảm gần 100.000, tức là 179.000 nha. Và lưu ý giúp em là những chị nào đang ở Hồ Chí Minh mình có thể ghé tại hai chi nhánh địa chỉ là Shop Tân Bình và Gò Vấp, mình sẽ được giảm tiếp 20.000 khi check in. Tức là nếu như các chị ghé tại cửa hàng mua hàng trực tiếp, các chị sẽ được mua với giá là 259.000 nha chị ơi. Em lên đơn hàng thành công cho chứng chị sau, chị Nhạn Ngô này, chị Nhi Cherry bổ sung trên số điện thoại đi ạ. À, này ok rồi nè. Mẫu này là mẫu độc quyền đến từ đây mỗi ngày. Các chị nhìn thấy nó đã khác, đẳng cấp khác với những cái đơn, những cái shop đồ khác không? Tại vì các chị biết sao không? Mẫu này bên em tự sản xuất luôn nha. Có tem mạc để em cầm cho các chị một số vài cái mẫu nha. Đợi một chút nha. Ngày hôm nay chỉ like 3 mẫu độc quyền đến từ đây mỗi ngày thôi. Không có nhiều. Chỉ like đúng 3 mẫu độc quyền đến từ đây mỗi ngày thôi. Nhanh chóng để lại cho em đi ạ. M627 kèm theo số điện thoại, kèm theo màu ngay bây giờ các chị ha. Rồi cả nhà ơi, nhanh chóng comment lên giúp em đi ạ. Mã sản phẩm kèm theo màu kèm theo số điện thoại dưới 52kg các chị mặc vừa ha. Đây để lấy cái màu trắng cho các chị thấy rõ. Số lượng ít lắm chị ạ. Ok em biết rồi mà chị Đinh Hợp ơi, em biết rồi ạ nha. Rẻ mỗi ngày nha các chị, tăng mạc của rẻ mỗi ngày ha. Đây là các chị yên tâm. Đây, này rõ hơn nè. Tăng mạc của rẻ mỗi ngày luôn. Mẫu này trên thị trường không có đâu các chị ha. Giá là 279.000 khi các chị chia sẻ livestream này nha. Chia sẻ livestream này sẽ có giá là 279.000. Còn nếu như chị nào ở Sài Gòn đến cửa hàng thì mình sẽ được mua với giá là 259.000 nha. Em sẽ lên đơn thành công cho những chị sau này. Chị qua tận đây và thử đồ đi các chị ơi, đẹp lắm. Đúng rồi, tốt nhất là nên qua shop thử đồ, mình sẽ cảm thấy cái chất lượng của nó đẳng cấp và như thế nào. Lần mình đi thử đồ là mình phải nhớ rủ bạn bè đi cùng các chị ha. Rồi, lên đơn hàng thành công cho chị Angela Lavender, lên hàng thành công cho chị Trang Nguyễn, chị Hoa Trần bổ sung cho em số điện thoại nha. Chị Linh Nguyễn lên hàng thành công này. Tiếp theo comment lên cho em đi ạ. Chị Linh Nguyễn tiếp theo này, chị Yến Nguyễn này, chị Ancora này. Ôi chị Ancora đặt hàng tiếp, khách hàng thân thuộc. Đây này. Lâu lắm rồi không gặp. Chị Cô Út này lên hàng thành công này. Chị Sky Blue này lên hàng thành công này. Tiếp theo này. Dài quá các chị ạ, em đang kéo livestream, kéo comment. M627 kèm theo số điện thoại giúp em ngay bây giờ để mà mua mẫu này các chị ơi. Giá của nó chỉ có 279.000 thôi các chị ha. Chị Yến Nguyễn này, chị Giang Quế Ngọc này, chị Nguyệt Huỳnh này, chị Hồng Đào Đoan này, chị Tăng Nhi này, chị Tuyết Nhi này. Comment lên giúp em nha, M627 gạch ngang số điện thoại 279.000 thôi ạ. Và mình nhớ là phải chia sẻ livestream nha, đủ hai cú pháp là mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại. Chị Hồng Đào Đoan ok rồi ạ, chị Nguyệt Huỳnh ok nha, thành công hết tất cả những chị em vừa đọc tên đấy ạ. M627 kèm theo số điện thoại đang chờ đợi các chị. Mẫu này dưới 52kg các chị mà vừa chị nào lấy màu nào mình nói luôn cái màu luôn cho Đào ha. Các chị thấy là từng cái việc mà từ đường cổ này các chị nhớ không, nó sang sang thế nào, rất là sang chảnh luôn các chị. Và cái hàng này mà các chị mua với giá là 279.000 là thấy nó quá rẻ luôn các chị ơi. Lưu ý giúp em là chất liệu cao cấp nha, chất liệu ren mà phối vi cả lưới nữa. Thì các chị nhìn thấy phần phía chân này, phần ren này, Yến nước xịt ra cho các chị nhìn thấy phần ren này đó, hai màu, màu đen màu đỏ cực kỳ sang chảnh và nó xếp tầng màu thì các chị biết là mà. Sao lại có màu đỏ ở đây, lộn anh nói nhầm. Các chị nhìn thấy phần các chị phối ren không? Bây giờ Đào sẽ có cầm được cái chỗ phần ren đấy lên không? Sao cầm? Ý là lột cái này ra thôi chứ. Đây. Màu đen. Màu trắng mới thấy, màu đen mới thấy đâu. Ok. Rồi. Cho các chị, bây giờ em sẽ dơ sát để cho các chị xem những cái phần ở phần với váy nhá. Thì nó sẽ tinh tế cỡ nào để các chị xem bên em thiết kế nó tinh xảo cỡ nào nha. Phần ren và phần phía váy đã chưa em? Phần này này. Đây, phần này này. Đây, cho các chị xem này. Để em cho các chị ở fanpage xem này. Từng cái phần đường viền này cực kỳ tinh tế, không biết các chị có bị lóa không. Đó, rồi cho các chị ở bên Hà Thị Đào xem này. Đó, các chị thấy không? Rất là đẹp và cực kỳ là sang chảnh này. Em rủ ra thôi mà cái form của nó là form như vậy rồi nè. Gần như là đó. Không phải ủi. Đó. Đó, đây là
tay lên giúp em nha, hàng cao cấp các chị ơi. Và mẫu này chỉ có tại rẻ mỗi ngày mới có thôi. Lưu ý giúp em là mẫu này bên em tự sản xuất độc quyền nha, không ở đâu bán. Nên là các chị có thể là lướt Facebook gì đó là gần như không ai có cái mẫu này hết nha. Lên đơn hàng thành công cho chị Lan Ánh, chị Hoàng Nga, chị Mai Cỏ ạ. Lên đơn hàng thành công cho chị Giang Quế Ngọc ạ. 279.000 khi chia sẻ livestream nha bạn ơi. Chị Hồng Phượng lên hàng thành công này. Comment giúp em M627 gạch ngang số điện thoại nha. Chị Nguyệt Huỳnh ok này. À cho em địa chỉ ở shop Tân Bình. Yến nhỏ, địa chỉ shop Tân Bình bao nhiêu em? 307-26 Bích Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình các chị nha. Rồi, tức là nó gần ở phía công viên Hoàng Văn Thụ. Các chị đi phía Nguyễn Văn Trỗi đi khoảng 100m thì thấy hẻm 307 mình rẽ vào nha. Mình có thể đến tự tiếp top. Và nếu như chị Tăng Nhi, chị Tăng Thi, chị đến shop ấy ạ, chị thử mẫu này sẽ được giảm, check in sẽ được giảm thêm là 20.000. Tức là mình đến shop mua trực tiếp sẽ được mua với giá là 259.000 nha chị ơi. Rồi, nói thế các chị không đặt luôn, các chị tới shop luôn. Càng tốt. Thế nào cũng được, chị Hồng Phượng lên hàng thành công này. Rồi, nhanh chóng để lại cho Đào mã sản phẩm cùng với số điện thoại đi ạ. Các chị thấy không, cái độ sang trọng của nó là cái phần viền này, các chị thấy không? Cực kỳ sang chảnh và rất là đẹp. Mẫu này mà mặc đi đám cưới thôi là thôi rồi. Yến nhỏ xoay phía sau. Các chị xem phía sau này, để cho em các chị xem này. Phong của cái đầu đầm ở phía sau này các chị ha. Các chị không, tầng tầng lớp lớp nhìn lên cực kỳ quyến rũ. Và nhất là những chị nào mà cao cao á, thường là những cái mẫu ren ren là những chị nào cao á, nó mặc vào cực kỳ ôm. Và cái phần này nhá, chị nào mà có một tí bụng đi, dưới 52kg đi, vẫn che bụng được hết thoải mái. Vì cái phần ren nó là công dụng như vậy. Rồi, nhanh chóng comment lên giúp em đi ạ. M627 kèm với số điện thoại. Chị Hương Tuấn lên đơn hàng thành công này. 279.000 nha chị ơi, 279.000. Giúp em nếu như mình chia sẻ livestream này và comment là M627 gạch ngang số điện thoại, mình sẽ được mua mẫu đầm cao cấp này với giá 279.000. Và các chị lưu ý giúp em là các chị cầm lên tay thôi là đã gọi là đẳng cấp lắm rồi. Và tức là mình cầm lên tay thôi là mình sẽ thấy chất liệu nó cực kỳ sang chảnh cỡ nào nha. Chị Khoang Lang lên hàng thành công nha. Cái mẫu đầm này không có mút ngực. Đúng rồi, không có mút ngực. Rồi cái này các chị không cần mặc áo cũng không thấy nữa, tại vì cái phần lưới này nó phồng lên quá nhiều luôn á. À, chỉ... bên trong thì là ren à, đó bên ngoài thì là lưới. Đây. Trong livestream này có 3 mẫu được giảm giá thôi, còn đến cửa hàng thì sẽ không có những cái mẫu giảm giá đặc biệt như mẫu này. Và tuy nhiên mẫu này bên em tự sản xuất ra nhá, thì mới có cái giá gọi là cực kỳ ưu đãi khi các chị đến cửa hàng. Thì có duy nhất trong 3 livestream, à trong livestream này có 3 mẫu, thì các chị có thể là chụp màn hình rồi đến rồi mình báo nhân viên. Và bây giờ đến cuối tuần thôi nha, các chị lưu ý giúp em là chương trình này chỉ có bây giờ đến cuối tuần. Và lưu ý giúp em là đặt hàng tại livestream này đi, không đến lúc mà mình đến cửa hàng á, nhiều khi đã hết mẫu rồi. Tại vì có những mẫu các chị đặt rất là nhiều. Rồi, đều nhắc lại nha, form với một mẫu đầm form cao cấp và sang chảnh như vậy mà các chị không đặt trong livestream này rất là tiếc nha. Để lại chính xác cho Đào mã sản phẩm M627 cùng với số điện thoại ngay bây giờ để các chị được giảm cái mẫu này từ 380 xuống còn 279.000. Điều đặc biệt hơn là các chị, ui chị Thu Trang Nguyễn lấy hai màu trắng đen luôn, ok chị luôn ha. M627 kèm với số điện thoại. Và đặc biệt hơn là xíu nữa trong cái livestream này đã chỉ có đúng 3 mẫu thôi, 3 mẫu đặc biệt của rẻ mỗi ngày. Và nếu như tí nữa Đào đăng clip livestream này lên, các chị nhớ coi lại mà đặt hàng ha, đẹp lắm. À, trên nick Hà Thị Đào thì chắc là không coi được, nên là tranh thủ đặt hàng nha. Tại vì trên nick Hà Thị Đào á, em sẽ ưu tiên cho những chị đang coi livestream thôi. Và kết thúc livestream em sẽ để chế độ một mình thôi nha. Riêng nick Hà Thị Đào thôi. Lên đơn hàng thành công cho chị Thu Trang Nguyễn hai cái trắng đen này. Lên đơn hàng thành công cho chị Dương Thị Kim Du màu trắng này. Ok chị nha. Trong livestream này hàng bên em ít thôi, chính vì vậy hôm nay cái mẫu này thì không có ném đồ được, không có trừ hàng được, vì hàng về ít lắm ạ. M627 gạch ngang số điện thoại 279.000, cực kỳ mà rẻ với một mẫu đầm cao cấp. Đó. Em ơi, chắc là dành ra một phút cuối để đặt hàng đi nhá. À, bây giờ cho Đào sẽ đi một đôi giày màu hồng vào, cực kỳ hiểm và dễ thương. Đây các chị ơi, mẫu này của bên em đây, mã số sản phẩm là M627. Chị nào muốn săn mẫu này nhanh chóng comment lên giúp em đi. M627 kèm với số điện thoại để Đào chừa hàng cho mình. Chỉ có 279.000 cái sản phẩm này thôi. 48kg vừa và đẹp nha chị ơi. Comment giúp em là M627 gạch ngang số điện thoại. Khi chia sẻ livestream này mình sẽ được mua với giá là 279.000 nha. Và giá này em chỉ còn 1 phút nữa thôi để đặt hàng, sau đó em sẽ kết thúc livestream nha. Chị nào đang gọi là thích mẫu đầm này đen và trắng với cái mã số sản phẩm là M627 gạch ngang số điện thoại sẽ được mua với giá là 279.000 nha. Nhanh tay các chị ơi, 1 phút nữa em sẽ kết thúc livestream này thôi ạ. Phía sau, phía trước đều đẹp, cực kỳ cao cấp.
Và lưu ý giúp em là sản phẩm này là độc quyền của Rẻ Mỗi Ngày các chị nhá. Sản phẩm này là độc quyền của Rẻ Mỗi Ngày, chỉ có Rẻ Mỗi Ngày mới có thôi. Tem mạc đầy đủ nhá chị ơi. Không ở đâu trên thị trường có cái mẫu đầm như thế này. Các chị có thể đi dạo hay là đi kiếm hình hoặc là lên trên mạng tìm cũng không có, vì bên em tự sản xuất ra nha. 40kg là vừa nha chị ơi. Yến đang mặc là 43kg. Comment giúp em là M627 gạch ngang số điện thoại đi ạ. Chuẩn bị em kết thúc livestream rồi nha. Lưu ý giúp em, chuẩn bị em kết thúc livestream rồi, nên là tranh thủ còn vài phút, còn vài giây cuối để đặt hàng thì đặt đi ạ. Nhanh chóng để lại cho Đào M627 kèm theo màu, kèm số điện thoại. Dưới 52kg các chị mặc vừa và chất liệu là ren khối lưới cao cấp. Mẫu này của bên em là hàng độc quyền của Rẻ Mỗi Ngày và trên thị trường sẽ không có các chị ha. Chị nào muốn sang mẫu này nhanh chóng chốt liền cho Đào đi. M627 cùng với số điện thoại 279.000. Màu đen và màu trắng đều có mã số là M627 nha chị Nhã Phan Thanh. Lên hàng thành công cho chị Oanh Anna này, lên hàng thành công cho chị Kiều Trần này. 279.000 các chị nhá. Chuẩn bị em kết thúc livestream rồi. 30 giây nữa em sẽ kết thúc livestream, chắc bấm giờ đi. Thôi hỏi đi. Để chị nào muốn lên đơn thì cứ lên đơn cái mẫu này nha. Không, nhiều khi các chị 627 kết thúc livestream mà anh để một mình tôi á, là các chị không đặt được hàng rồi, các chị lúc đấy lại sẽ. Các chị ơi, thôi bây giờ em để 1 phút đi nhá. 1 phút cuối cùng để lên hơn hàng thành công nha. Sau 1 phút này em sẽ tắt livestream nha các chị nha. Tranh thủ nha. Cho chị Nhã Phan Thanh, đặt lên đơn cho chị Cẩm Tuyền, đặt lên đơn cho chị Anh Hào và chị Kiều Trần. Mẫu này của em đang sale xuống còn 269.000. 279.000. M627 kèm số điện thoại ngay bây giờ, kèm theo màu đi ạ. Màu đen và màu trắng đều có giá 270 khi chị chia sẻ livestream này nha. Và comment giúp em là M627 gạch ngang số điện thoại nha. 30 giây nữa sau đó sẽ kết thúc livestream nha chị ơi. Nhanh tay đặt hàng như nào ạ. M627 gạch ngang số điện thoại nha. Kèm theo màu thì càng tốt. Đúng rồi, kèm theo màu thì càng tốt luôn ạ. Như là bên em biết là ví dụ các chị còn nói là chị chọn màu trắng, chị chọn màu đen mà. Bên em 20 giây nữa. Lên hàng thành công cho chị Oanh Anna rồi. Ok rồi nha. Ok, comment lại xong okay. Số điện thoại. Ok nha. Chất liệu là ren phối với lưới nha chị ơi. Đầm cao cấp. Chị Nhã Thanh Phan ok rồi ạ. Em nhận được váy rồi, váy ren rồi, chất liệu đẹp, mặc vừa như y luôn. Em cảm ơn chị Lê Quỳnh Hoa nha. Đặt lên đơn hàng cho chị Ngọc Hà Nguyễn. Mẫu này dưới 52kg các chị mặc vừa, tùy chiều cao. Ví dụ chị 52kg, 1m6 thì vẫn mặc vừa ha. Rồi, bây giờ Đào sẽ kết thúc cái livestream này tại đây. Và các chị ơi, mình hãy nhanh chóng qua bên fanpage của Rẻ Mỗi Ngày, mình coi lại cái clip livestream gần đây nhất để các chị coi được những cái mẫu, 3 mẫu độc quyền đến từ Rẻ Mỗi Ngày các chị ha. Tạm biệt các chị và chúc các chị có một ngày thật là vui vẻ. Qua fanpage Rẻ Mỗi Ngày để coi lại cái livestream này.